Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết Con đường dẫn đến đại chiến thế giới, vở bi kịch lớn nhất mọi thời đại của tác giả Hùng Lý. Đại chiến thế giới, đệ nhất thế chiến, cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến. Rất nhiều cái tên lẫn ý nghĩa đã được đặt cho cuộc xung đột lớn nhất đầu tiên trong lịch sử loài người. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra từ năm 1914 đến năm 1918. Về phương diện lịch sử, đây có thể nói là cuộc chiến đã khởi đầu cho tất cả những sự thay đổi cực lớn của thế giới sau này. Sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc, sự hình thành của Liên Xô, sự vươn lên của chủ nghĩa phát xít và dĩ nhiên là đệ nhị thế chiến vào năm 1939 đến năm 1945. Mà đó thậm chí còn chưa phải là tất cả những ảnh hưởng của nó, còn rất nhiều trong cả công nghệ quân sự, những cuộc chiến tiếp theo như chiến tranh lạnh hay nói chung là tình hình thế giới ngày nay. Một bộ phim ra mắt năm ngoái, một bộ phim siêu anh hùng là Wonder Woman, cũng đã cho chúng ta một cái nhìn tuy khác nhưng cũng lột tả được sự kinh khủng của cuộc chiến này. Cùng với đó là những câu hỏi như tại sao lại như vậy? Vì Ares chăng? Hay chỉ vì đó là bản chất của con người? Con người thực sự ham muốn chiến tranh với nhau như vậy sao? Có lẽ đó là điều chúng ta sẽ rút ra từ cả phim lẫn những gì cơ bản mà chúng ta đều hiểu biết về Thế chiến thứ nhất. Cái chết của một vị đại công tước. Áo Hung muốn khai chiến với Serbi nên đã tìm cớ để xâm chiếm sự hậu thuẫn của Đức. Pháp ngăn chặn và muốn Đức dùng Bỉ để đánh úp Paris trong kế hoạch Schlieffen. Nhưng đã hứng chịu cơn thịnh nộ của đế quốc Anh. Nga cũng tham chiến ngay khi Áo tuyên chiến với Serbi để rồi mọi thứ ngày càng lan rộng ra khắp thế giới chứ không chỉ là còn ở châu Âu. Thế nhưng thật ra con người đã làm rất nhiều để có thể ngăn chặn toàn bộ những điều này có thể xảy ra. Thế nhưng cứ như đã được bể chiến sắp đặt, không có một sự kiện nào xảy ra mà không có một sự tiếc nuối hủi hụi, mà thốt lên một chữ giá như nó chưa từng xảy ra trong suốt khoảng một tháng trước khi chiến tranh nổ ra. Cứ như đây là một vở chính kịch cực kỳ bí đát mà bạn xem được ở trên truyền hình. Dĩ nhiên đây chỉ là một bài tổng hợp vắn tắt, nên có rất nhiều thứ sẽ xin không đi vào chi tiết, rất mong sự bổ sung của các nhện. Đầu tiên, hãy nhìn vào tình cảnh của châu Âu bây giờ. Đế quốc Đức sau khi được thống nhất dưới tay của von Bismarck, sự lên ngôi của William đệ nhất đã trở thành một thế lực mới trên chính trường châu Âu. Tuy nhiên, Đức vẫn quá non trẻ so với những thế lực già như là Pháp, bại quân của họ, đế quốc Anh, đế chế lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Thậm chí là cả Nga, dù Nga vừa thua trận trong cuộc chiến với Nhật Bản không lâu trước đó. Thêm sự lạc hậu với mặt bằng chung mà Nga gặp phải nhiều khủng hoảng khiến vị thế của họ có phần suy sụp. Đã vậy, thời điểm đó thì sao hoàng Nicholas II còn dính tai tiếng liên quan đến những cuộc đàn áp đẫm máu. Nhưng nói chung, cũng giống với nhiệt huyết của một thanh niên mới lớn, tham vọng của Đức là cực kỳ cao. Đức cảm thấy mình quá thua thiệt về mặt các thuộc địa so với các cường quốc khác. Tất cả Âu cũng chỉ do họ mới thành lập không lâu. Nói cho vui thì giống như kiểu Đức mới năm nhất mà đòi quyền lợi như sinh viên năm tư ấy. Mặc cho anh Đức tài giỏi, đẹp trai và mạnh mẽ, đóng góp nhiều vì đối ngoại. Nhưng khi William đệ nhị lên ngôi thì tư tưởng muốn đánh chiếm lãnh thổ còn cao hơn, mặc cho sự áp đặt của Thủ tướng von Bismarck về việc đối ngoại. Cuối cùng vẫn dẫn đến việc ông bị ép phải từ chức. Không còn chướng ngại, William đệ nhị tha hồ mà nghĩ đến việc bành trướng và phá nát những gì mà von Bismarck đã làm lại để giữ cho một nền hòa bình vốn dĩ đã rất gần với sự sụp đổ trong 40 năm qua. Và cũng phải nói thêm, hai đế quốc Áo Hung và Ottoman vẫn còn vị thế gọi là lớn, mặc cho dù họ đã suy yếu nhiều và tham vọng vươn lên đỉnh cao lần nữa của họ cũng chẳng kém. Thật ra những tham vọng này có thể nói là đến từ nỗi sợ hãi nhiều hơn. Trong vòng khoảng 100 năm, Ottoman liên tục mất đi lãnh thổ và bị gọi vui là bệnh nhân già của châu Âu. Và Áo Hung
cũng chẳng hề muốn chuyện đó xảy ra với mình nặng nề như vậy. Đã vậy, nhóm hòa hợp quyền lực châu Âu khi đó, The Concert of Europe, thường có những quyết định mang tính bất lợi cho Áo Hùng, lại càng khiến cho họ căm ghét các đế quốc già hơn. Đây chính là điểm chung của họ và Đức, muốn anh chiếm lấy những vùng đất thuộc về các thế lực kia để bành trướng. Đó chính là phe trung tâm. Tất cả những gì cần thiết là một mồi lửa để châm vào những thùng thuốc súng kia. Và mỉa mai thay, điều đó đã diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 1914 bởi hai phát súng vào hai con người. Ngày 28 tháng 6 là một ngày quan trọng đối với người dân Serbia, vì đó chính là dấu mốc về trận chiến Kosovo huyền thoại trong thế kỷ thứ 14. Trận chiến về sự kháng cự ách xâm lược của đế chế Ottoman, với niềm tự hào trong lòng người dân Serbia. Cũng phải nói thêm, sau chiến tranh Bosnia lần thứ hai, Serbia đã ngày càng gay gắt hơn trong việc muốn Bosnia và Herzegovina độc lập khỏi đế quốc Áo Hùng, vốn là chuyện đã căng thẳng từ năm 1908. Trong một ngày lễ quốc gia, ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng, mà gã đại công tước, thái tử Áo Hùng, Franz Ferdinand, cùng với vợ đến Sarajevo ở Bosnia thì đúng là một sự sỉ nhục lẫn một cơ hội quá lý tưởng để chết trong con mắt của tổ chức chủ nghĩa dân tộc bàn tay đen. Tự chung lại, thái tử Ferdinand hồi đó mới cưới mà không coi ngày. Thế là một kế hoạch ám sát đã được lập ra. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, đại công tước Franz Ferdinand và vợ Sofia ăn mặc đẹp đẽ, ngồi trên một con xe mui trần đi dọc các con phố để đến với dinh tỉnh trưởng. Điều đáng nói, dù mang danh là thanh tra quân đội trong chuyến đi này, nhưng thật ra là đi để kỷ niệm ngày cưới, lẫn khoe vợ để tát vào mặt vương triều Áo, do họ không đồng ý với việc ông cưới bà Sophie. Nghĩ lại thì, sao JFK chẳng học được bài học gì của Franz Ferdinand nhỉ? Vẫn biết rằng đi xe mui trần là để gần gũi với dân chúng, nhưng như vậy là quá gần gũi với bọn ám sát rồi. Đáng nói là kế hoạch ám sát ban đầu đã thất bại. Quả lựu đạn được tên Nedeljko Kabrinovic ném vào xe đã không giết được Franz Ferdinand và vợ do nó bay qua và nổ ở phía sau xe, làm khoảng hơn 10 người xung quanh bị thương, trong đó có vài sĩ quan hộ tống đoàn xe. Để tránh bị bắt, tên thủ phạm kia đã nuốt cyanide để tự sát. Nhưng hắn mua lộn hàng Trung của, hết hạn nên chỉ ngộ độc thường, nôn ọe tí chứ cũng chẳng kịp chết. Cùng lúc, hắn nhảy xuống dòng sông Mijaka vốn để chết hai lần vào một chỗ, nhưng dòng sông đó chỉ sâu có 4 inch nên hắn rớt xuống còn bị què nữa. Một tên trốn thoát, Gavrilo Princip, đã chán nản mà đi đến quán Maurice Schrader mà ăn uống cho khuây khỏa. Sau khi đến dinh và làm lễ xong xuôi, Franz Ferdinand và vợ lại đi thăm những người đã bị nạn ở bệnh viện, mặc dù nhiều lời can ngăn. Ông bảo, bộ anh tưởng ở Sarajevo là đầy sát thủ sao? Thế là cả hai lại cùng đi đến bệnh viện Sarajevo. Nhưng tài xế của Ferdinand lại không được thông báo lộ trình mới là phải đi dọc theo Upper Quay, mà lại rẽ nhầm đường do trung tâm thành phố Sarajevo đang bị khóa chặt để kiểm soát. Con đường đó có tên là Franz Josef, theo chính tên chú của Franz Ferdinand, Franz Josef I. Tài xế riêng của Ferdinand, Loika, dù gì cũng là người Áo nên cũng chẳng biết được đường ở Sarajevo mà đi, cứ theo lộ trình cũ mà mình biết. Dĩ nhiên cộng thêm với việc không được thông báo kỹ mới xảy ra sự cố này. Biết rằng mình đi sai đường, tài xế cho thắng xe quay lại một cách chậm chạp. Và trời kêu ai nấy dạ, chiếc xe dừng ngay ở một góc đường, chính ngay ở gần quán Maurice Steiner. Princip biết rằng đây là một thời cơ ngàn năm có một, lao đến một khoảng cách chỉ có hơn 1 mét, bắn 2 phát vào đôi vợ chồng trên xe. Cùng với lời cuối cùng của Ferdinand là Sophia, Sophia, đừng chết, hãy sống vì con của chúng ta. Và ngài liệm đi, 11 giờ trưa hôm đó, cả hai đều qua đời. Chỉ là một cú rẽ sai đường, chỉ vì một lời thông báo không được truyền đến tài xế mà mạng sống của hai con người quan trọng bậc nhất châu Âu đã mất. Tệ hơn, chính vì điều này mà đã tạo cớ cho Áo Hùng có ý khai chiến với Serbia, dẫn đến đại chiến. Chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ cũng không khó đoán. Đế quốc Áo Hùng nổi điên. Và một tuần sau đó, ngày 5 tháng 7 năm 1914, một chuỗi sự kiện là cuộc khủng hoảng tháng 7 bắt đầu. Và đây mới chính là tiếc nuối lớn nhất của tiền thế chiến. Khi chúng ta nhìn lại thì mọi thứ đã rồi. Áo Hùng đến bảo với đồng minh Đức rằng họ muốn chiến tranh với Serbia, rằng họ không thể để cho sự việc này yên được. Và nước Đức đã đồng ý hỗ trợ tốt nhất có thể nếu Áo Hùng hành động nhanh.
Trong thời điểm đó, dư luận trong nước lẫn nước ngoài vẫn còn đang bị chấn động bởi vụ ám sát của Ngài Thái Tử. Đức cho rằng nếu Ao Hung tranh thủ thì tình huống càng nhanh càng tốt vì sẽ không ai bảo vệ Serbi. Kể cả đồng minh Nga của họ có muốn nhảy vào bảo vệ mà Ao Hung đã kịp di chuyển quân thì Nga cũng sẽ trở tay không kịp. Thế là vừa rộng rãi lãnh thổ lại không có xung đột lớn đáng kể. Tuy nhiên, nội tình lại khác biệt sau khi mà Hungary, trong Ao Hung lại chỉ muốn chiến tranh chứ không muốn sát nhập Serbi khi mà mọi thứ đã an bài, nếu không họ sẽ không tham gia. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Lẽ ra, Hung đã không đồng ý vì chiến tranh chút nào. Họ đã rất tôn trọng ý định ban đầu của một người Áo ôn hòa nhất, chính là Franz Ferdinand quá cố, trong việc giữ gìn hòa bình ở Balkan. Nhưng rồi thì bên nào cũng đã dùng chính cái chết của Ferdinand mà làm cho Hung phải chiều lòng. Mục tiêu đã quyết, tất cả bọn họ chỉ cần thêm là một cái cớ lớn hơn. Và một tối hậu thư cho Serbi đã được soạn và bàn bạc trong thời gian đó. Trong khi mọi thứ rối tung lên thì vẫn có hai con người nhìn ra được hệ quả nghiêm trọng của cuộc chiến này nếu nó xảy ra, đó là đại sứ của Áo Baron Gorgis và đại sứ Nga Nicholas Hartwig ở Serbi. Họ tuy là hai phe đối địch nhưng vẫn muốn dẹp bỏ hiềm khích mà hướng đến hòa bình. Bọn họ đã gặp nhau ngay tại Belgrade để bàn về việc lập kế hoạch kiến nghị hòa bình. Đáng tiếc thay, trong buổi tiệc, Hartwig đã dính một cơn đau tim và chết ngay tại đó, thế nên chẳng có kiến nghị hòa bình nào cả. Tệ hơn, hãy nghĩ xem người dân Serbi nghĩ gì khi cái chết của một đại sứ Nga, đồng minh của họ, diễn ra ngay tại nhà của một đại sứ người Áo, lũ mà họ ghét nhất. Căng thẳng lại tiếp tục leo tăng. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1914, Ao Hung đã gửi một tối hậu thư với 10 điều khoản mong muốn Serbi hợp tác và yêu cầu Serbi trả lời trong 48 tiếng. Người chuyển tối hậu thư đó cho chính quyền Serbi, mỉa mai thay, chính là Vongis. Có lẽ bạn sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao tối hậu thư lại đến trễ như vậy, gần một tháng sau cái chết của Franz Ferdinand mà không phải là nhanh hơn. Tất cả là vì Tổng thống Pháp đã đến viếng thăm Sa Hoàng Nga trong thời gian đó. Áo sợ rằng nếu họ biết tin về tối hậu thư khi hai lãnh đạo lớn nhất của hai kẻ đối địch lớn nhất ở gần nhau, thì Áo Hung chẳng thể nào đỡ nổi cơn thịnh nộ đó. Quay lại tối hậu thư, chủ yếu là có một điều kiện rằng cảnh sát và bảo vệ Áo sẽ có toàn quyền ở đất Serbia để tiến hành cuộc điều tra về cái chết của Franz Ferdinand. Nói cho dễ nghe là bạn cho thằng mình ghét nhất muốn làm gì thì làm trong nhà của mình. Dĩ nhiên là Serbia không hề đồng ý và đúng thật là Áo cũng chỉ cần có vậy. Quay trở lại Nga, ngoại trưởng của Nga khi đó là Sergei Sazonov. Sau khi biết tin về tối hậu thư, đã thét lên một câu nói nổi tiếng. Đây là một cuộc chiến toàn châu Âu. It's a European war. Vào ngày 24 tháng 7 năm đó, Sazonov đã làm mọi cách để giúp Serbi có thêm thời hạn trả lời, tìm kiếm sự ủng hộ của Pháp và Anh. Anh không hẳn là từ chối, nhưng cũng không muốn nhúng vào. Cũng cần nói thêm là trong hôm đó thì Bỉ cũng tuyên bố trung lập, điều mà sau này trở thành ngòi nổ khiến Anh nhập cuộc. Tối hôm đó ở St. Petersburg, Sazonov bàn bạc cực kỳ khẩn cấp, nếu không muốn nói là tranh cãi gay gắt với đại sứ Đức Freddy Portales về việc điều động một phần quân đội bảo vệ Serbi. Portales cho rằng việc Nga điều động quân đội mới chính là yếu tố lớn nhất châm ngòi cho cuộc chiến tranh và rằng chỉ cần nó xảy ra mà thôi thì toàn bộ di sản của chủ nghĩa đế quốc sẽ sụp đổ. Bạn biết gì không? Ông ta nói đúng, chỉ không tới 3 năm sau, vào tháng 3 năm 1917, thì có một đế quốc đã sụp đổ. Đó chính là Nga. Sazonov thì lại lo sợ đến việc Ao Hung sẽ thâu tóm toàn bộ Serbia và sẽ còn khích tướng bảo rằng nếu Ao Hung nuốt chửng Serbia thì chúng tôi sẽ chiến tranh với họ. Bạn còn nhớ tôi đã nói ở trên chi tiết rằng không chiếm lấy Serbia quan trọng cỡ nào không? Ao Hung đã đồng thuận về việc không chiếm lấy Serbia, nhưng bên Đức lại không hề biết về việc này. Nên Portales cũng chẳng thể nào bảo Sazonov rằng đừng có lo, đập nhau thôi mà không chiếm ai hết. Còn Sazonov thì cứ đinh ninh rằng chuyện đó sẽ xảy ra nên càng ngày càng gay gắt hơn để chặn đứng việc này, dù là bằng biện pháp quân sự. Một hiểu lầm tai hại đến từ việc thiếu nhiều chuyện, ý tôi là thiếu thông tin. Trước khi thời hạn kết thúc, Serbi đã gửi lại cho Ao Hung câu trả lời. Dễ đoán, họ đồng ý với tất cả các điều kiện, trừ việc cho chính quyền Áo có quyền điều tra trên đất Serbi. Serbi lại còn chêm thêm một câu là nếu Ao Hung cảm thấy không hài lòng thì cứ đi kiện, Serbi đi hầu.
Đây là một cái tát vào mặt Áo Hung. Do như đã nói, từ trước đến nay, Áo Hung hay bị chèn ép bởi nhóm hòa hợp quyền lực châu Âu. Còn Serbi giờ đây có vẻ lại là phe có lý hơn, cũng như sự nổi giận của dư luận đến họ cũng giảm dần qua thời gian. Nhìn lại xem, họ chấp nhận gần hết đống điều khoản có tính xâm phạm cao, lại còn muốn kêu gọi cả châu Âu giúp họ phán quyết để cho Áo Hung có đủ lý do. Còn đòi hỏi gì nữa? Dĩ nhiên là Serbi cũng cáo ra. Công tước Bertold, thủ tướng của Áo Hung, lại tiếp tục tìm đến hoàng đế William đệ nhị để tham kiến ông. Nhưng ông ta đã đi nghỉ mát, còn những người đứng đầu còn lại ở Đức. Như Berlin Howe và tham mưu trưởng Helmut von Moltke thì lại còn hiếu chiến hơn và mắng mỏ Áo Hung đã không khai chiến sớm như dự định. Cả tham mưu trưởng quân đội Áo Hung von Hotzendorf cũng đã bị bất ngờ và giận dữ về việc không tuyên chiến sớm, và bây giờ để điều động binh lính thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Chưa tính đến việc Nga đang cố ý điều động quân để làm khó khăn mọi thứ. Tuy nhiên, việc gì xảy ra rồi cũng phải xảy ra. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Bertold thuyết phục hoàng đế Áo Hung, Franz Josef tuyên chiến với Serbia. Dù trên thực tế, quân đội của họ vẫn chưa sẵn sàng, và có vẻ đây là động thái khiến cho Serbia cũng như các nước khác tiếp tục suy xét đến việc đồng ý cho rồi, để khỏi có chiến tranh gì cả. William đệ nhị trở lại, và sau khi xem xét những gì đã diễn ra, William đệ nhị cùng với Anh muốn mở ra cả một hội đồng suy xét để kiếm giải pháp hòa bình hơn là ủng hộ Áo Hung như đã hứa. Tuy nhiên, chuyện đã đến mức không thể nào hòa giải được. William đệ nhị sau đó lại đề nghị lính Áo chỉ cần đóng quân ở Belgrade thôi, để cho thấy thiện chí là Áo không muốn chiếm đất của ai cả. Lệnh này được truyền cho chính Berman Howey, và ông tuy đã có động thái vào ngày 29 tháng 7 là sẽ trì hoãn bằng cách chờ xác nhận từ các bên về việc đừng hành động, nếu không Đức sẽ manh động lại. Nhưng Howe lại cảm thấy kế hoạch này có gì đó không ổn, nên đã chỉ gửi theo kiểu cứ đưa kiến nghị thôi, chứ đừng ép buộc bọn Áo phải làm theo. Dù đó là lệnh từ chính William đệ nhị. Bạn bây giờ mới thấy quý sóng điện thoại và cả FaceTime để liên lạc phải không? Trong khi đó ở Nga, Sazonov sau khi hay tin này đã lên cơn thịnh nộ và muốn điều động toàn bộ quân đội Nga đến Serbia. Dù ông là người không hề muốn điều này xảy ra, tất cả chỉ còn chờ lệnh của Sa Hoàng Nicholas đệ nhị. Nhưng trước khi có phán quyết cuối cùng, Nicholas trong đêm rạng sáng ngày 29 tháng 7 đã gửi một bức điện tín cho William đệ nhị, người anh em họ của mình. Tôi vui vì anh đã trở lại sau kỳ nghỉ. Trong thời khắc quan trọng này, tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của anh. Một cuộc chiến vô nghĩa sẽ xảy ra với một đất nước yếu thế nhỏ bé. Sự phẫn nộ của toàn bộ dân Nga cũng như của tôi là rất lớn. Tôi đã thấy được trước rằng, rồi sớm thôi, tôi sẽ phải gặp rất nhiều áp lực để mà sụp đổ, dẫn đến những hành động cực đoan mà gây ra chiến tranh. Để tránh đi được những mất mát đau thương mà một cuộc chiến toàn châu Âu có thể gây ra, tôi xin anh hãy nhân danh tình bạn lâu năm của chúng ta mà ngăn chặn đồng minh của anh lại bằng mọi cách. Nicky. Cùng lúc đó, William đệ nhị cũng gửi cho Nicholas đệ nhị một bức điện tín. Tôi hiểu rõ anh đã gặp khó khăn lớn đến cỡ nào khi phải đối mặt với toàn bộ dư luận nội bộ. Vì vậy, vì sự quan tâm hết mực với tình bạn chân thành đã gắn kết chúng ta từ trước đến nay, tôi sẽ dùng hết toàn bộ sự ảnh hưởng của mình với nước Áo để giải quyết mọi thứ để giúp anh có thể đạt được nguyện vọng. Tôi mong rằng anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng tôi để đối mặt với những khó khăn sẽ còn xảy ra sắp tới. Người bạn chân thành và người anh em thương mến của anh, Willy. Nicholas đệ nhị và William đệ nhị đã hồi đáp nhau suốt đêm đó và cả những ngày sau đó cho đến ngày 1 tháng 8 năm 1914. Họ không danh xưng với nhau là Sa Hoàng và Hoàng đế, mà là Willy và Nicky. Sự tiềm tàng của cuộc chiến này đã lên cao trào đến mức mà hai người bạn, hai người anh em phải chung tay nhau hợp sức vì đại cuộc của cả thế giới, chứ không phải là chỉ của châu Âu nếu chúng ta nhìn xa hơn. Mặc cho những sai lầm trong quá khứ, hai lãnh đạo này đang có những bước đi rất tốt. Nicholas đệ nhị đã đúng về phần mình, ngài sụp đổ, mặc cho tối 29 ngài đã ra lệnh cho việc điều động quân không được diễn ra, chỉ một cơn tự ái đã phá nát tất cả những điều đó. Khi lại bị ép buộc phải hội họp đưa đến quyết định cuối cùng vào ngày 30 tháng 7, Sa Hoàng đã đứng trước một sức ép cực lớn, là phải hành động kỹ càng vì chiến tranh sẽ xảy ra, hay thậm chí là đã diễn ra rồi. Nicholas đệ nhị đã rất lưỡng lự mà nói rằng, hãy nghĩ đến trách nhiệm mà các khanh đang bắt ta phải gánh vác đi. Nên nhớ,
đây là một việc làm sẽ đưa hàng ngàn con người đi đến chỗ chết đấy. Một câu nói bỗng vang lên từ một vị tướng, người đã vốn im lặng trong suốt buổi họp. Vâng, rất khó để đưa ra quyết định. Bùm, một quả bom trong đầu Sao Hoàng đã nổ. Ngài nói, ta sẽ quyết định. Và ngài đã duyệt lệnh điều động quân. Sazonov gọi cho tham mưu trưởng Yanukovych để thông báo phán quyết đó và bảo rằng có khi hãy đập luôn điện thoại để phòng trường hợp Nicholas II đổi ý. Bạn muốn biết tại sao Nicholas II lại phản ứng nhanh như vậy không? Vì Nicholas đệ nhị vốn mang tiếng là một ông hoàng bị giật dây bởi một gã pháp sư, thầy tu có cái tên Rasputin. Điều này khiến cho cả triều đình lẫn dân chúng Nga oán hận Nicholas đệ nhị rất nhiều. Thời điểm này thì thật ra Rasputin cũng đã tác động đến Nicholas đệ nhị, hãy tránh xa chiến tranh. Nhưng lão đang bệnh nên ảnh hưởng của lão không cao lắm. Còn Nicholas đệ nhị thì căm ghét người ta nói mình không thể đưa ra quyết định. Thế nên ông ta đã làm đúng theo ý của Sazonov và tham mưu trưởng của Nga. Bàn cờ domino xem như đã đổ. Như đã nói về kế hoạch của William đệ nhị, chỉ để quân đội áo đóng quân ở Belgrade là tối đa. Anh cũng đồng ý với cách này để mọi thứ có thêm thời gian cho nhiều giải pháp hòa bình. Nhưng Berman Howe của Đức và Bertel của Áo không thể nào chấp nhận được việc Nga không đứng trung lập. Vì Nga mà điều động quân đội, nếu như chậm trễ mà để Nga đến Serbia trước thì quân Áo chắc chắn sẽ mất lợi thế. Mà nếu vậy thì quân Đức cũng phải động binh. Nếu mà Đức động binh thì Pháp cũng không thể nào đứng yên do lời hứa sẽ hỗ trợ Nga. Thế là xem như tàn cuộc, chiến tranh sẽ bùng nổ chỉ trong tích tắc mặc cho các giải pháp hòa bình. Willy và Nicky lại một lần nữa điện đàm với nhau lần cuối vào ngày 1 tháng 8 năm 1914. Nicky thì bảo việc điều động quân là không có ý gây chiến. Willy thì bảo Nicky mới là người phải làm phần việc còn lại, là đáp ứng yêu cầu của Đức và không được có động thái vượt biên giới nào. Động thái cuối cùng của tận cùng vào một đêm đầu tháng 8 để ngăn chặn tất cả vào một thời điểm quyết định. Portels, đại sứ Đức, đã đến gặp Sazonov một lần cuối cùng, nhưng mục đích chuyến đi là để ông ta đưa thông cáo chiến tranh vì Nga đã không trả lời tối hậu thư của Đức vào ngày 31 tháng 7. Tuy nhiên, Portel đã không đưa ra thông cáo ngay khi gặp Sazonov, mà ông cầu xin Sazonov hãy dừng lại tất cả trước khi quá muộn. Hãy đồng ý bại binh, hãy đồng ý bại binh, hãy đồng ý bại binh. Sau đó, Portel lại tiếp tục nài nỉ Nga, hãy hồi đáp và chấp thuận yêu cầu trong tối hậu thư của Đức. Và thậm chí nếu không trả lời, thì đó vẫn là một hành động gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chắc bạn cũng đã đoán được câu trả lời của Sazonov. Thế là Putels, không còn cách nào khác, đã rút từ túi ra một tờ giấy và rồi run rẩy đưa cho Sazonov. Thật ra Putels đã run sợ đến nỗi đưa Sazonov đến tận hai bản. Đó chính là thông cáo tuyên chiến của Đức dành cho Nga. Sazonov sẽ nói cho người giúp vị đại sứ rồi cả hai ôm nhau một lần cuối cùng. Cái ôm đó dù chân thành và thấu hiểu nhau mấy thì cũng không thể nào lấy lại được sinh mạng của hàng chục triệu người về sau. Vài giờ sau khi biết tin Đức tuyên chiến với Nga và Pháp cũng vào cuộc, vua George của Anh cũng đã gửi điện cho các phe để kêu gọi hòa hoãn, nhưng không bên nào đáp lại. Thậm chí William đệ nhị còn nổi giận với một điện tín từ Anh về những gì liên quan đến việc Pháp không dày binh cho quân ngay đêm đó đánh chiếm Luxembourg. Giá như Logica không quẹo sang đường, giá như Sazonov biết về việc Áo hung ngầm thừa nhận không thâu tóm Serbia, hay giá như Putels đã biết đến điều đó mà nói cho Sazonov. Giá như Áo hung không tuyên chiến mặc cho việc quân đội không sẵn sàng. Giá như Nicholas đệ nhị cứng rắn hơn trong việc không quyết định động binh. Giá như các bên đủ bình tĩnh để nhường nhịn nhau. Giá như tình huống tệ nhất, Áo hung hành động nhanh như kế hoạch ban đầu, cho không ai trở tay kịp để thiệt hại là tối thiểu. Quá nhiều giả như, nhưng không một lời giải đáp. Cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến đã diễn ra và thay đổi toàn cục vận mệnh của cả thế giới. Vở bi kịch hạ màn, những gì xảy ra tiếp đó đã thuộc về lịch sử. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!